đừng có để cái hạch cổ nó to đùng như vậy nè rồi mình mới á, đi tầm soát ung thư bởi vì khi đó đó là đa phần cái ung thư đó, nó đã chuyển sang giai đoạn nặng rồi tại phòng khám của bác sĩ tiền là một trăm các trường hợp mà đến khám á, ban đầu không phải là vì khám ung thư mà họ đến khám á, vì chỉ là đau họng nè nghẹt mũi sơ sơ thôi nhưng mà thực chất là có những trường hợp là ung thư vòm nè ở những bệnh nhân rất là trẻ luôn ha, 20, 30 tuổi. Ung thư thanh quản nè. Đó, ở những bệnh nhân nam mà hay hút thuốc lá nè, rồi có những cái trường hợp là ung thư lưỡi nữa. Mà những trường hợp đó nha, không có cái triệu chứng gì cả, nhưng mà khi mình bấm sinh thiết á, mình làm giải phẫu bệnh thì nó đã ra là giai đoạn 2 rồi. Tâm lý của bệnh nhân là đi xét nghiệm máu là ra hết tất cả các bệnh, nhưng riêng á về cái ung thư ha đặc biệt là có ung thư vùng tai mũi họng thì tốt nhất rẻ nhất là mình nên đi nội soi tai mũi họng. Thì mọi người cứ nghĩ là nội soi tai mũi họng là một cái thủ thuật rất là ghê, rất là sợ giống như là nội soi tiêu hóa nhưng mà thực tế là nội soi tai mũi họng nó rất đơn giản, không cần thuốc tê, không cần thuốc mê và em bé vẫn có thể là soi được luôn. Nội soi tai mũi họng này á nó rất là rẻ ở những cái bệnh viện công á chỉ có vài chục ngàn đồng mà ở phòng khám tư bên ngoài phòng khám đa khoa thì nó khoảng trăm mấy hai trăm ngàn rồi ở những cái bệnh viện quốc tế là cùng lắm cao lắm nó vài trăm ngàn cho một lần soi cho nên mọi người lưu ý hãy đưa cái nội soi tai mũi họng vào cái gói khám sức khỏe hàng năm của gia đình mình để có thể là phát hiện cái ung thư vùng tai mũi họng đặc biệt là ung thư vòm ung thư thanh quản ở giai đoạn sớm và những trường hợp đó nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì mình có thể là trị khỏi được